Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh vlog của Bất động sản Thành công Gia Lai. Chúng tôi đang có mặt tại con đường Phạm Ngọc Thạch thuộc phường Yên Thế, thành phố Pleiku. Như các bạn cũng thấy thì con đường này hiện đã được hoàn thành và giá trị bất động sản của khu vực này đang có những bước tăng trưởng đáng kể. Đúng như câu nói, hạ tầng đi trước, giá bước theo sau. Đường Phạm Ngọc Thạch là tuyến đường thông thương quan trọng giữa huyện Gia Rai với thành phố Pleiku. Từ nguồn ngân sách năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku đã đầu tư hơn 20,9 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng con đường này. Hiện nay, đường Phạm Ngọc Thạch đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Công trình đường Phạm Ngọc Thạch được thiết kế với quy mô đường cấp 3, nền đường rộng 14m, mặt đường rộng 8m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m cùng các hạng mục khác như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng. Ngoài ra, đường Phạm Ngọc Thạch còn thông thương với nhiều tuyến đường lớn, huyết mạch của tỉnh như Phạm Văn Đồng, Lê Đại Hành. Đặc biệt, với vô số tiện ích cuộc sống rất gần con đường Phạm Ngọc Thạch như chợ, trường học, bệnh viện, sân bay, khu du lịch Biển Hồ đang tạo đà phát triển mạnh mẽ cho khu vực này.